Pháp ăn hết luôn rồi hả? Chó no. Cô đặc biệt luôn á, Quỳnh Thánh đặc biệt. Cô dành riêng cho những người đặc biệt. Ồ ồ, em Pháp giỏi ghê chưa? Em Pháp ăn hết luôn. Nè, em Pháp ăn hết luôn. Ừ, bỏ qua. Bỏ qua ra. Chưa, Việt Nam chưa bỏ. Còn cái anh này là ăn rồi, không tính chống nặng. Ồ, em Pháp ăn hết luôn. Ăn nước bên nào, kinh nước. Pháp giỏi hơn anh Thiên. Anh Thiên qua mẹ chăm cô bị là sao? Rồi. Chị xin chào mọi người của anh chị nha. Chị đang ăn miếng hủ tiếu gõ. Tiêu á, cái nó tiêu á. Không đâu. Đó con không tăng cái đôi hồi nữa nè. Em Pháp ăn hết rồi. Cho nó ăn không? Bà nội ơi, xong chưa Thư? Mai công nước cho ta. Qua đây qua đây rồi. Tính tiền kìa. Nhất kim ăn xong đem đồ về bỏ túi lại nha. Thì mới đi bán ngày cũng là có rất nhiều xong về trễ mới tính tiền đi chị rước cho em Thiên em có ví vô một chiếc gỗ bốn tấn bốn tấn về tấm rưỡi bốn tô bốn tô tám chục tám chục cái tôm bé ba chục mấy trăm mốt với bốn tấn 28 ngàn 138 ngàn ăn tô lỗ hơn hai tô mà nó hai tô là 40 một tô là gì đấy thôi là nước kim á ăn một tô đặc biệt tôi ăn một tô này ăn không có no một tô nó chịu nó ăn thêm quán khách này đều là của ăn mới ăn rồi mau lớn rồi mau có động tóc cứng này đi á.
học là được ăn nhiêu ăn. Giá học là được. Học phụ huynh để nó mày nó mặn. Cá. Học hình tiêu biểu của có phấn đấu, có thể thích phấn đấu vượt bậc. Nhất đi học về, nhất đi ăn để có cái ăn xong trở về thì cũng no tắm rửa nữa. Mày có ngày tao cũng ngồi đi. Bữa nay ngày thứ bảy 4 tháng không có. Cái bảng điểm ra gấp lại không cho ai nhìn. Cái điểm ra thì dơ ra vậy để đặt cho người ta đi cầm rồi thấy. Đây có ai có cái cầm lên em phát múc tôi gì năm miếng nước cho gì năm miếng cái tờ giấy. Nước gì năm miếng nước. Miếng nữa. Để ăn xong mà coi tiếng chuyện. Chắc tí xin dùng video lại đây nha. Nếu khi dùng video thì xin ông bà cô chú anh chị cho thấy một cái like, một lần chia sẻ của chú anh chị nào yêu quý thì nhớ đăng ký kênh cho thầy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo từ video mới nhất của thầy. Giờ thì chào tạm biệt bà cô chú, hẹn gặp lại bà con video xong.